các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Trái cây nào nên sử dụng sau khi tập luyện thể thao? Thể dục thể thao mang lại vô số lợi ích cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Điều quan trọng là cần phải nạp năng lượng sau khi tập luyện như thế nào cho hợp lý. Tất cả những gì chúng ta ăn và uống ngay sau khi tập đều rất quan trọng. Chúng giúp cơ thể phục hồi năng lượng, phát triển cơ bắp và tránh mất cân bằng điện giải. Theo các chuyên gia, kali đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi này. Bên cạnh việc duy trì hoạt động của các cơ quan trong cơ thể như hệ tim mạch và hệ tiêu hóa, cân bằng lượng nước là chức năng quan trọng của kali mà người thường xuyên tập luyện thể thao cần chú ý. Cụ thể, kali hoạt động cùng với natri để điều chỉnh lượng nước trong tế bào, duy trì mức độ nước tối ưu. Do đó, trong quá trình tập luyện, bên cạnh việc phải cung cấp đủ nước để bổ sung lượng nước bị mất qua mồ hôi, bạn cũng cần bổ sung kali để cân bằng lượng nước. Bằng cách này, bạn có thể giảm khả năng bị sốc nhiệt, đồng thời hỗ trợ các chức năng cơ thể bình thường và duy trì mức hiệu suất tốt nhất. Bên cạnh đó, kali cũng rất cần thiết trong quá trình hỗ trợ phát triển cơ bắp cho cơ thể, vốn là mục tiêu theo đuổi của nhiều người luyện tập thể thao. Theo đó, mức kali đầy đủ có thể giúp ngăn ngừa chuột rút và co thắt cơ hiệu quả. Đây cũng là tiêu chí đặc biệt quan trọng trong việc duy trì nhịp tim đều đặn cho người ưa vận động. Là khoáng chất thiết yếu mà cơ thể không thể tự sản xuất, kali chủ yếu được nạp vào cơ thể thông qua các bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày và các bữa ăn nhanh sau tập luyện. Ngoài chuối ra, bạn có biết kiwi cũng là một loại trái cây cung cấp nguồn kali chất lượng không? Chỉ một khẩu phần tầm 2 quả kiwi cỡ vừa sau buổi tập thì cơ thể bạn có thể được nạp đến 510mg kali. Càng tiện lợi hơn khi bạn có thể dễ dàng mang theo kiwi bên mình mọi lúc mọi nơi. Vận động xong, bạn chỉ cần lấy ra cắt lát hay cắn miếng là đã có thể thưởng thức những quả kiwi thơm ngon, bổ dưỡng. Kế đến là vitamin C. Loại vitamin này giúp giảm căng thẳng xảy ra khi chúng ta tập luyện thể dục thể thao với cường độ cao. Nó cũng hỗ trợ đắc lực trong việc tổng hợp collagen cho cơ thể, điều quan trọng để duy trì các mô liên kết khỏe mạnh. Ăn một quả kiwi 100g, cơ thể bạn sẽ được cung cấp 93mg vitamin C, gần như đủ cho một ngày. Sức bền tốt là tiêu chí mà người tập luyện thể dục thể thao nào cũng hướng đến. Để có sức bền tốt trong luyện tập, cơ thể cần duy trì lượng đường trong máu ổn định nhằm ngăn ngừa sự tăng đột biến và suy giảm năng lượng nhanh chóng. Tiêu thụ thực phẩm có chỉ số GI, tức chỉ số đường huyết thấp, đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Theo đó, các thực phẩm có GI thấp, chỉ số GI dưới 55, góp phần cải thiện sức bền trong quá trình tập luyện, cho phép bạn duy trì hiệu quả tập luyện của bản thân trong thời gian dài. Thực phẩm có GI thấp cũng hỗ trợ tăng cường phục hồi và giảm đau nhức cơ bắp thông qua việc thúc đẩy giải phóng dần insulin, giúp vận chuyển chất dinh dưỡng đến cơ bắp sau khi tập luyện. Thuộc nhóm thực phẩm có GI thấp, kiwi là bữa ăn nhẹ được nhiều người tập luyện thể dục thể thao chọn lựa hiện nay.